xin kính mời quý vị và các bạn men theo quyện lộ số 19 đến thăm trường trung học cơ sở Nhuận Phú Tân tọa lạc tại ấp Dòng Chùa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ngôi trường nằm ven dòng sông Cổ Chiên hiền hòa, ôm làn khí hậu mát mẻ trong lành và đang từng ngày thay da đổi thịt. Nơi đây đã đào tạo biết bao thế hệ học sinh thành đạt. Trường được thành lập vào năm 1995. Đa số học sinh sống ở vùng nông thôn, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng các em có truyền thống hiếu học, năng động và tích cực. Đội ngũ thầy cô giáo giàu kinh nghiệm, tâm huyết và hết lòng vì sự nghiệp trồng người. Tính đến năm học 2017-2018, nhà trường có 23 lớp với 730 học sinh. Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên là 59, trong đó có 84% đạt trình độ trên chuẩn. Trường được xây dựng tại trung tâm xã Nhuận Phú Tân, là một xã có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh như sản xuất hủ tiếu, sản xuất chỉ sơ dừa, hợp tác xã xây lắp điện, trang trại chăn nuôi gia súc, các mô hình trồng cây có múi, hoa màu, vân vân. Từ thực tế đó, nhà trường mạnh dạn thí điểm tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tham gia. Trong đó có hoạt động dạy học giáo dục gắn liền với sản xuất kinh doanh và phong trào khởi nghiệp tại địa phương. Ở khối lớp 6, nhà trường thành lập câu lạc bộ với mô hình trồng rau sạch. Mỗi lớp 6 các em được tham gia trồng rau trên mảnh đất vườn trường như rau muống, cải bẹ xanh. Hàng ngày các em tham gia tưới nước bắt sâu cho rau. Đem những kiến thức học tập được từ bộ môn sinh học, các em áp dụng vào quy trình trồng rau sạch an toàn. Khi thu hoạch, địa chỉ tiêu thụ chính là thầy cô và bạn bè trong trường. Tiền có được từ thu hoạch rau, các em xung vào quỹ lớp. Qua mô hình này, giúp các em biết vận dụng kiến thức và kinh nghiệm vào thực tiễn, biết sống và làm việc tập thể, gắn học tập vào sản xuất kinh doanh, giúp các em vui tươi, thêm yêu cuộc sống, thân thiện với môi trường và đặc biệt là biết quý trọng sản phẩm do chính mình tạo ra. Mỗi học sinh tập tầm làm nhà sản xuất nhỏ trong tương lai. Thank you.
ra, chúng tôi còn tổ chức các câu lạc bộ cho học sinh tham gia như câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ thơ ca học đường, câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ văn học nghệ thuật, lập tập san chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Câu lạc bộ vận dụng kiến thức liên môn gắn với cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn. Câu lạc bộ em yêu khoa học gắn với cuộc thi học sinh nghiên cứu khoa học. Giọt sương long lanh vẫn còn đong trên lá. Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc siêu êm. Như thời gian em đêm theo tháng năm, như dòng sông cận đều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em. Cho đời thêm sức sống, thầy dìu dắt chúng em với tâm lòng thiết tha. Cả lớp chúng ta hát bài Vui Bước Trên Đường Xa nha. Bye.
Võ Thanh Sơn, học sinh lớp 82, thành viên câu lạc bộ thơ ca học đường chia sẻ. Em tên là Võ Thanh Sơn, học sinh lớp 82. Khi tham gia câu lạc bộ thơ ca học đường này, em có cảm nghĩ là câu lạc bộ thơ ca học đường này rất bổ ích cho chúng em, và khi chúng em tham gia rất là phấn khởi, giúp chúng em học hát được những bài hát hay và giúp cho mình tự đặt lời mới cho những làn điệu dân ca Việt Nam, giúp lưu truyền lại những cái bài dân ca Việt Nam từ xa xưa đã bị lãng quên. Nhìn sự sáng tạo của từng học sinh khi tham gia câu lạc bộ, chúng tôi nhận ra rằng trong học tập kiến thức từng bộ môn, các em rất có nhu cầu tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để nhằm gắn lý thuyết với thực hành, trải nghiệm những kiến thức được học vào cuộc sống, được giao lưu cùng bạn bè, được phát huy một cách tốt nhất năng khiếu cũng như sở trường sở đoản của mình. Đây là một môi trường thân thiện, bổ ích, là nơi rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, làm hành trang tốt nhất cho các em bước vào đời. Bên cạnh loại hình câu lạc bộ, nhà trường còn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo dưới hình thức diễn đàn, nơi giao lưu, chia sẻ của các em học sinh với đoàn thanh niên về những vấn đề nóng mà xã hội quan tâm. Cụ thể như diễn đàn an toàn giao thông, diễn đàn chăm sóc sức khỏe nữ sinh, diễn đàn phòng chống bạo lực học đường, vân vân. Từ diễn đàn này, các em được nêu lên những chứng kiến của mình, được chia sẻ cùng thầy cô những vấn đề tế nhị, thầm kín mà các em đã đặt trọn niềm tin ở thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai của mình. Nơi đây đã tạo nên sự tương tác hai chiều một cách tích cực, nhộn nhịp, sôi nổi và hào hứng. Như thế thì văn hóa giao tiếp, ứng xử cũng là một nét trong văn hóa giao thông. Vậy thì mỗi học sinh phải đóng một cái vai trò to lớn trong việc là xây dựng văn hóa giao thông bằng những việc làm cụ thể. Như vậy giờ cô mời các em hãy liệt kê những cái việc làm cụ thể của mình để góp phần thực hiện văn hóa giao thông. Nhắc lại câu hỏi đó, các em hãy liệt kê những việc làm hay là những cái hành động cụ thể để góp phần thực hiện văn hóa giao thông. Hết. Rồi cô mời em. Cô là không chạy hàng, không chạy xe hàng đó thành ra. Một. Nếu chạy xe tiện thì là không hiểu. Hai. Thế các bạn đi vào văn hóa giao thông thì phải nhắc nhở. Ba. Rồi đó là ba ý của em muốn liệt kê đến các bạn là những cái hành động cụ thể của mình để góp phần thực hiện cái nén văn hóa giao thông. Rồi còn bạn nào ý kiến nào khác nữa? Cô em. Con là đi đúng phần đường bên quy định. À, đi đúng phần đường quy định. À, đậu xe đúng nơi quy định. À, dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Rồi. Còn đây là diễn đàn bồi dưỡng học sinh giỏi do thầy Nguyễn Văn Thiệp, giáo viên dạy môn hóa học của nhà trường tổ chức thực hiện. Diễn đàn được thực hiện dưới hình thức website diễn đàn mang tên yani.net. Trang web này thầy Thiệp đăng ký ở địa chỉ của Bộ Truyền thông. Trang web có hai khung, khung phía trên thầy gửi bài cho học sinh, khung phía dưới dành cho học sinh giải bài tập, thảo luận. Sau đó thầy sẽ chốt lại cách làm đúng, cách hay, bài tập cần mở rộng thêm ở chỗ nào. Cái hay của trang web này là học sinh có thể tự trao đổi, thảo luận, tự học ở nhà theo hướng dẫn của thầy. Trang web còn được ứng dụng để kiểm tra trực tuyến, học sinh làm bài nộp và giáo viên chấm bài trực tuyến trên hệ thống. Ngoài ra, hoạt động của nhóm còn được bảo mật. Trao đổi với chúng tôi về diễn đàn yani.net, thầy Thiệp chia sẻ. Thì trong mấy năm gần đây với sự phát triển của Internet thì cái việc ứng dụng vào trong dạy học thì cần được phát huy. Do đó ở đây tôi chọn cái môi trường Internet để tôi phát triển cái vấn đề dạy học bồi dưỡng. Thứ nhất đó là tận dụng cái thời gian rảnh rỗi cho học sinh. Khi mà nó rảnh rỗi thì nó có thể lên mạng để mà nó có thể làm bài. Thứ hai nữa là cái sự tương tác nó sẽ nhanh, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì qua nhiều năm áp dụng thì
thầy trò của trường trung học cơ sở Nguyễn Phú Tân đã đạt được một số cái kết quả rất đáng khích lệ. Điển hình là năm vừa rồi, năm 2016-2017 thì trường Nguyễn Phú Tân môn hóa học thì có một học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh và hai học sinh giải nhì và ba học sinh giải ba. Thì đây là một cái kết quả đáng khích lệ và giúp cho thầy trò chúng tôi có động lực để phát triển tiếp. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường trung học cơ sở Nhuận Phú Tân đã giúp cho các em học sinh giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Những hoạt động này được đánh giá là thiết thực, vui vẻ, được học sinh yêu thích. Các em không chỉ được học kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống thông qua môn học, mà còn được tự mình trải nghiệm những vấn đề liên quan thiết thực đến cuộc sống cộng đồng nơi các em đang sinh sống. Tình yêu của các em với quê hương và ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa đặc sắc của các em là những điều đáng quý mà nhà trường đang cố gắng thực hiện. Trong tương lai, những thế hệ học sinh của nhà trường sẽ chính là những người tiếp tục kết nối các nghề truyền thống, tiếp tục nghiên cứu khoa học, cũng như tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để làm giàu đẹp thêm quê hương đất nước Việt Nam. Trong học tập bộ môn, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cũng được thầy và trò trường trung học cơ sở Nhuận Phú Tân thể hiện một cách sinh động. Học sinh được chiếm lĩnh kiến thức bằng những hoạt động thiết thực của chính mình và của tập thể. Ở đó, thầy cô giáo đã tích hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào dạy học và giáo dục theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của từng học sinh. Để có thể thực hiện hiệu quả mô hình điểm sáng trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nhà trường đã huy động và được sự hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường. Thầy Lê Văn Thắng, hiệu trưởng nhà trường đã nói lên tâm huyết của mình trong tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại đơn vị. Kính thưa quý thầy cô câu lạc bộ, các em thân mến, một trong những cái nhiệm vụ mà quan trọng của năm học 2017-2018 này của nhà trường xác định là đẩy mạnh việc chuyển các hoạt động tập thể, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa của nhà trường chuyển sang là cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo, để nhằm mục đích là nâng cao cái chất lượng hoạt động giáo dục của nhà trường. Cho nên để thực hiện được cái nhiệm vụ đó đó, thì tôi và tập thể trong ban giám hiệu nhà trường đã có cái ý tưởng là hình thành nên các câu lạc bộ. Thì các câu lạc bộ sẽ là nơi lý tưởng để mà ươm mầm cho lý tưởng, cho những cái ý tưởng triển khai nghiên cứu, cũng như là cho học sinh hòa chung với niềm đam mê khám phá để khẳng định tài năng của các em về sau. Hôm nay trường trung học cơ sở Nguyễn Phú Tân thành lập các câu lạc bộ thì nhằm tạo cho các em một cái diễn đàn cho các em được giao lưu, được học hỏi, được trao đổi, được nâng cao trình độ lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học, để nhằm thực hiện tốt cái mục tiêu giáo dục cũng như là nâng cao cái việc nghiên cứu khoa học, đồng thời tham gia các cuộc thi của ngành tổ chức đạt được cái kết quả cao nhất. Với những hoạt động hữu ích, phong phú và hấp dẫn, hy vọng rằng các câu lạc bộ sẽ hứa hẹn là nơi giúp cho những tài năng trẻ của nhà trường được hòa sức sáng tạo để thể hiện được tài năng của mình trong học tập. Thay mặt nhà trường, thầy hứa với các em sẽ hỗ trợ các câu lạc bộ về tinh thần cũng như vật chất, hỗ trợ kinh phí để giúp cho các câu lạc bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm học này. Chính hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã giúp cho kiến thức sách vở của học sinh được kết nối với thực tế một cách sinh động và hấp dẫn. Nhà trường nỗ lực xây dựng kế hoạch hoạt động một cách khả thi dựa trên điều kiện thực tế của địa phương, phát động đến từng học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên,
vận động các nguồn xã hội hóa đầu tư cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo, để nét văn hóa này không mờ nhạt với thế hệ sau. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những thành quả bước đầu của thầy và trò trường chúng tôi. Trong khi đó, sự nghiệp giáo dục còn rất dài, chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để ươm mầm và nâng cánh ước mơ, giúp các em bay cao, bay xa trên con đường chinh phục tri thức.